Chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, Tây Nguyên Nam Bộ sẽ có mưa lớn cục bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ chủ đạo là nắng nóng. Mưa có chăng sẽ xuất hiện về chiều tối và đêm. Cụ thể, Bắc Bộ thì đêm nay sẽ có dông rải rác ở vài nơi kèm theo gió nhẹ, ngày mai toàn miền trời sẽ có nắng. Riêng đối với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng có nắng nóng từ sáng sớm kèm theo chỉ số tia UV cao cực đại. Do đó, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng, chống nóng. Mức nhiệt tại các tỉnh thành của Tây Bắc Bộ cũng như là Đông Bắc Bộ cao nhất có thể chạm ngưỡng là 35 độ. Đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế của Trung Bộ khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Sang tới ngày mai thì trời vẫn dày mây, đôi lúc sẽ có mưa ngắt quãng với ngưỡng nhiệt phổ biến dao động trong khoảng là từ 28 cho tới 34 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận sẽ có nắng nóng chủ đạo, nhiệt cao hơn là từ 27 đến 35 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Chiều mai, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 30mm, có nơi sẽ trên 50mm. Cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhiều, duy trì mức nhiệt tại Tây Nguyên ở mức khá mát mẻ, từ 24 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, mức nhiệt dao động trong khoảng là từ 26 đến 33 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có mưa rào, rải rác, có nơi có dông, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.